Cô thân ái chào mừng tất cả các em đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn. Các bạn thân mến, ở tiết học trước, cô trò chúng mình đã cùng nhau đọc qua bài đọc và tìm hiểu được bố cục của bài đọc "Độc đáo lễ hội đèn Trung thu". Trong video ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết. Bài tập đọc này, bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một vài nội dung luyện tập. Trước khi đến với phần tìm hiểu chi tiết, các bạn sẽ dừng video lại ít phút để đọc lại bài tập đọc này một lần nữa các bạn nhé. Các em thân mến, tương tự như những video tìm hiểu các bài tập đọc trước, cô trò chúng mình cũng sẽ tìm hiểu bài tập đọc độc đáo lễ hội đèn trung thu dựa vào những nội dung ở bố cục mà chúng ta đã chia ở tiết học trước chính vì thế các bạn học sinh cũng có thể quan sát lên màn hình bố cục của bài tập đọc mà ở video trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các bạn nhé bài đọc độc đáo lễ hội đèn trung thu kể về ngày hội đèn trung thu ở tuyên quang một tỉnh thuộc vùng đông bắc bộ việt nam bây giờ chúng mình sẽ tìm hiểu xem ngày hội này có gì đặc biệt chúng ta sẽ đến với nội dung đầu tiên sự thay đổi của phố phường tuyên quang khi thu về như chúng ta đều biết lễ hội đèn trung thu thường sẽ diễn ra vào mùa thu Thời gian vào khoảng những ngày trước kéo dài cho đến rằm tháng 8. Vì thế, cứ mỗi độ thu về, tuyên quang lại có nhiều sự thay đổi, cụ thể là những thay đổi gì? Si. Đọc lại đoạn văn đầu tiên và cho cô biết điều đó nào. Chính xác, mỗi độ thu về phố phường tuyên quang bừng lên lộng lẫy với đủ sắc màu và kiểu dáng độc đáo của những chiếc đèn khổng lồ có thể thấy đây là một lễ hội lớn ở tuyên quang được nơi đây tổ chức rất tỉ mỉ công phu và đầu tư đúng không nào vậy với một lễ hội lớn như thế có những gì đặc biệt chúng mình sẽ tìm hiểu sang phần 2, lễ hội đèn trung thu ở tuyên quang trong phần này các bạn sẽ tìm hiểu hai điểm nổi bật được tác giả bài viết nhắc đến đó là con người và các loại lồng đèn có trong ngày hội trước lễ hội khoảng một tuần những chiếc xe gắn đèn màu đã mang đến không khí náo nức rộn rã cho các ngã đường của thành phố trong khoảng thời gian này con người như thế nào cùng cô tìm hiểu xem nhé theo em những từ ngữ nào thể hiện cảm xúc của người lớn và trẻ em với những chiếc đèn trung thu chính xác người lớn thì vui vẻ đẩy xe đèn Trẻ em thì hớn hở ngồi trên xe thích thú ngắm nhìn phố phường ngày hội, có thể thấy mọi người đều háo hức được hòa mình vào không khí của ngày hội. Vậy, ngày hội này chắc hẳn sẽ có những loại đèn lồng rất đẹp mắt. Các bạn sẽ cùng với cô tìm hiểu về các loại đèn lồng có trong lễ hội Trung thu này nhé. Trước hết, hãy cho cô biết lễ hội Trung thu ở Tuyên Quang có những loại đèn nào được tác giả nhắc đến trong bài đọc. À, các bạn học sinh của cô đã làm rất tốt. Trong lễ hội này, tác giả đã nhắc đến một vài loại đèn như là đèn ông sao, đèn rồng, đèn phường, đèn rùa và thỏ, đèn hình cô tắm và quả thị đèn về các anh hùng dân tộc. Có rất nhiều loại đèn, đúng không nào? Vậy thì các loại đèn này có gì đặc biệt? Chính xác, đèn ông sao thì rực rỡ, đèn rồng, đèn phượng thì bay bổng, đèn rùa và thỏ, đèn hình cô tắm và quả thị thì gợi nhắc những câu chuyện cổ thân thương. Đèn về các anh hùng dân tộc thì mang theo ý nghĩa tự hào sâu sắc đấy. Qua những phân tích trên có thể thấy, đây là lễ hội có nhiều loại lồng đèn phong phú, đa dạng, mỗi loại đều có những ý nghĩa riêng, tạo nên sự độc đáo cho ngày hội đúng không nào? Vậy, lễ hội có ý nghĩa gì? Cùng cô tìm hiểu nhé. Các bạn sẽ đến với phần 3 ý nghĩa của lễ hội đèn trung thu ở tuyên quang theo các em vì sao người dân tuyên quang lại mong chờ lễ hội trung thu các em ạ à, như những gì si chúng ta đã tìm hiểu lễ hội đèn tuyên quang là nơi mà người dân đến chiêm ngưỡng những chiếc đèn lộng lẫy không chỉ vậy đây là dịp để người dân sống lại tuổi thơ đầy sắc màu người dân ở đây mong chờ đến lễ hội để được đón xem những chiếc đèn lồng khổng lồ được làm từ đôi bàn tay khéo léo trang chứa tình yêu quê hương của các nghệ nhân có thể thấy đây là một lễ hội truyền thống thể hiện tình yêu quê hương sâu sắc của vùng đất tuyên quang đúng không nào như vậy vừa rồi cô trò chúng ta đã tìm hiểu bài đọc độc đáo lễ hội đèn trung thu bài đọc kể về lễ hội đèn trung thu ở tuyên quang một trong những lễ hội độc đáo nhất của vùng đất này qua đó chúng ta sẽ biết thêm được một lễ hội của đất nước yêu thêm những nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người việt trong bài học này các em cũng sẽ có thể nói về một loại đèn trung thu mà mình thích dựa vào một vài gợi ý sau đây của cô khi muốn nói về một loại đèn trung thu mà mình yêu thích các bạn có thể trả lời những câu hỏi sau đây đầu tiên đèn trung thu ấy có tên là gì thứ hai hình dáng và màu sắc của nó như thế nào và thứ ba là điểm đặc biệt của loại đèn ấy là gì các bạn có thể quan sát vào sơ đồ đang hiển thị trên màn hình để chúng ta ghi nhớ lại những nội dung mình cần phải nói khi muốn chia sẻ về một loại đèn trung thu mà mình thích các bạn nhé ngoài ra các bạn học sinh cũng có thể nói thêm những nội dung khác thật hay và thú vị các bạn nhé bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đến với bài tập tiếp theo các bạn sẽ viết một đến hai câu văn hoặc sáng tác 2 đến 4 dòng thơ ngắn về một loại đèn trung thu mà em thích. Ví dụ ở đây, bạn nhỏ viết về đèn ông sao, đúng không nào? Bạn ấy đã chia sẻ như sau. Đèn ông sao, sao năm cánh, sáng lấp lánh dưới trăng vàng. Bạn ấy đã viết bốn câu thơ nói về đèn ông sao đấy. Ngoài ra, cô cũng gợi ý thêm cho các bạn một đoạn thơ nói về đèn cá vàng. Đêm hội trăng sáng, thắp đèn cá vàng, tung tăng em bước, rước đèn rộn vang. Ngoài ra, các em cũng có thể tự mình sáng tác với những ý tưởng thú vị, độc đáo về một loại đèn mà mình thích hoặc nếu như các bạn không thích sáng tác thơ thì các bạn có thể viết một đến hai câu văn về một loại đèn mà mình thích các bạn nhé bài học của chúng ta đến đây là hết rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo các bạn nhé